Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị và các bạn, sau hai đợt họp trực tuyến và trực tiếp, ngày hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên cả nước. Và ngay sau đây thì phóng viên Thúy Hà của truyền hình Thông tấn sẽ đưa thông tin chi tiết từ nhà Quốc hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày làm việc cuối cùng của Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ hai, theo dự kiến sẽ tiếp tục với rất nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố như là Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Và cũng trong sáng nay, sau một thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm hiệu quả, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc và được phát thanh truyền hình trực tiếp đến cử tri và nhân dân cả nước. Và chúng tôi sẽ thông tin chi tiết các nội dung của ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 trong các bản tin thời sự tiếp theo trên truyền hình Thông tấn. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Còn bây giờ xin trở lại với trường quay. Chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều nay tại trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa cấp 1, lớp 1. Và đây là hoạt động thuộc dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo, cho phép các bác sĩ chính quy hoặc liên thông tốt nghiệp khá giỏi đã được tuyển dụng tại huyện nghèo tham dự dự án đào tạo bài bản theo chương trình đặc biệt, một thầy kèm một trò theo hướng cầm tay chỉ việc trong vòng 24 tháng liên tục. Tại lễ khai giảng, 50 bác sĩ sẽ được đào tạo chuyên khoa cấp 1 thuộc 10 chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức cấp cứu, nội, ngoại, nhi, kỹ thuật xét nghiệm y học, sản, truyền nhiễm và y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Hà Nội trong 24 tháng. Sau khi hoàn thành thời gian đào tạo, các bác sĩ trẻ sẽ công tác tối thiểu 5 năm tại các huyện nghèo đã cử đi đào tạo. Dự án 5-8 năm là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn nhiều khó khăn. Qua đó tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 11, cơ quan chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn và Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn đang tổ chức tìm kiếm tung tích ông Lê Trung Tuấn, 59 tuổi, nạn nhân được xác định là bị nước cuốn trôi khi đang bơi qua sông Lấp để hái cà phê. Do vào mùa mưa, nước dòng sông Lấp lên cao, chảy xiết nên ông Tuấn đã bị đuối sức, bị nước cuốn trôi mất tích theo hướng về xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng. Đến 8 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai đội hình tìm kiếm tung tích của nạn nhân. Ngày 12 tháng 11, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho nhà sưu tập tranh Nhật Bản Toyokichi Aitu và phu nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước. Ông Toyokichi Ito sinh năm 1941 tại khu phố Asakusa, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Cuối năm 1986, ông đến Việt Nam và rất ấn tượng khi chiêm ngưỡng các bức tranh được trưng bày trong các bảo tàng tại Hà Nội. Từ đó, ông Ito đã có ý định sưu tầm tranh của các họa sĩ Việt Nam. Sau nhiều lần đến Việt Nam, bộ sưu tập đã dần được hoàn thiện và được đặt tên là Phồn Vinh. Từ năm 2005, nhà sưu tập Ito đã tổ chức nhiều buổi triển lãm tại các bảo tàng trong và ngoài Nhật Bản nhằm giới thiệu các tác phẩm này tới người dân nhiều nơi trên thế giới. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bộ sưu tập tranh của ông Ito là tài sản có giá trị lớn về văn hóa và vật chất. Năm 2020, ông Ito đã liên hệ với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đề nghị trao tặng cho thành phố Đà Nẵng bộ sưu tập tranh gồm 238 tác phẩm của các danh họa Việt Nam, trong đó có nhiều tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam.
Cách đây 36 năm, tôi đã bắt đầu sưu tập các bức tranh của các họa sĩ Việt Nam. Ngay từ khi sưu tập, tôi đã nghĩ rằng vào một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại các bức tranh này cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian dài, tôi vẫn chưa có cơ duyên để làm điều đó. Gần đây, tôi đã gặp và trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Vũ Hồng Nam. Đại sứ đã hỗ trợ tôi để trả các bức tranh đó về nơi mà chúng thuộc về, đó là Việt Nam. Tôi luôn ủng hộ việc chồng tôi tặng lại bức tranh của các danh họa Việt Nam cho đất nước các bạn. Chồng tôi đã sưu tập các bức tranh đó từ lâu lắm rồi. Trong thời gian đó, chúng tôi có hai ước nguyện lớn. Thứ nhất là có nhiều người được chiêm ngưỡng các tác phẩm này. Và thứ hai là một ngày nào đó trả lại chúng cho Việt Nam. Để thực hiện ước nguyện đầu tiên, thời gian qua, chúng tôi đã gửi các bức tranh đó cho các bảo tàng công ở Nhật Bản và Hàn Quốc để giới thiệu cho công chúng. Và bây giờ, chúng tôi đã có thể thực hiện ước nguyện thứ hai là trả lại các bức tranh đó cho Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao bằng khen, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã cảm ơn ông Ito và gia đình vì đã trao tặng bộ sưu tập tranh rất có giá trị cho Việt Nam. Ngày 12 tháng 11, tức là rạng sáng ngày hôm nay 13 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, đại diện Việt Nam đã tái đắc cử vào vị trí thành viên Ủy ban Luật Quốc tế của Liên Hợp Quốc INC nhiệm kỳ 2023-2027 tại cuộc bầu cử diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 ở New York. Và sau đây sẽ là phần phản ánh cũng như phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại trụ sở Liên Hợp Quốc về sự kiện này. Ứng cử viên của Việt Nam trúng cử với 145 phiếu trong tổng số 191 nước có mặt và bỏ phiếu, xếp thứ tư trong số 11 ứng cử viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ủy ban Luật Quốc tế ILC là cơ quan chuyên môn độc lập của Liên Hợp Quốc, có chức năng nghiên cứu các vấn đề pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế, báo cáo lên Ủy ban Pháp lý Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cứ mỗi 5 năm, toàn bộ 34 thành viên của Ủy ban này được các nước thành viên Liên Hợp Quốc bầu chọn thông qua bỏ phiếu kín. Cái yếu tố quan trọng nhất đấy là cái vị thế đang đi lên của Việt Nam, cái sự tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam cũng như đối với lại cá nhân tôi, và cái thứ ba nữa là cái sự ủng hộ hết lòng của tất cả mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đối với tôi. Thậm chí là vào giờ này là rất là muộn rồi, nhưng rất nhiều người đã theo dõi cái cuộc video từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về cuộc bầu cử hôm nay. Và cuối cùng, đó cũng là một phần cái đóng góp của tôi trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Và đấy là cái sự đánh giá của tất cả các đồng nghiệp trên thế giới trong lĩnh vực luật quốc tế. Thắng lợi bầu cử hôm nay nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì cái cuộc bầu cử này nó rất là cạnh tranh, sức ép rất là lớn. Ở trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương là có 11 ứng cử viên để cạnh tranh vào 8 vị trí. Thế nhưng có những nước lớn họ có những cái hệ thống riêng của họ, hệ thống bầu cử riêng, rồi họ ủng hộ riêng, họ đóng góp rất nhiều, rồi họ cái quan hệ song phương họ hỗ trợ các nước rất nhiều. Cho nên đương nhiên là họ có phiếu bầu rất là cao. Có lẽ quan trọng nhất là hình ảnh của Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế vẫn còn rất là sâu nặng. Các nước vẫn ấn tượng rất là sâu về những hy sinh đóng góp của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến của chúng ta. Các nước vẫn ấn tượng rất là sâu về những cái thành tựu đổi mới của chúng ta suốt 30 năm qua. Trường hợp bầu chúng ta bởi vì cái đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ làm bạn với tất cả các nước. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là quá trình vận động suốt mấy tháng qua ở đây, ở các thủ đô và ở các cơ quan đại diện khác. Trước đó trong nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2022, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, người Việt Nam đầu tiên được bầu vào ILC, đã tham gia tích cực, đóng góp vào nhiều chủ đề thảo luận quan trọng tại ủy ban này như bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang, bảo vệ bầu khí quyển, mực nước biển dâng và luật pháp quốc tế. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một trong 11 ứng cử viên tranh cử để chọn ra 8 người đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại ILC trong nhiệm kỳ từ 2023 đến 2027. Là nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam, đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực luật quốc tế, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao tốt nghiệp tiến sĩ luật tại trường Paris 1, Đại học Sorbonne Pháp và từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, trưởng đoàn đàm phán các hiệp định biên giới với các nước láng giềng của Việt Nam.
Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 đã khép lại với việc đề ra lộ trình phục hồi sau đại dịch để đảm bảo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực kinh tế liên kết và năng động nhất thế giới. Tuyên bố chung được thông qua tại hội nghị nêu rõ, APEC sẽ sử dụng tất cả các công cụ hiện có để đạt được những mục tiêu đề ra. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo APEC khẳng định quyết tâm sử dụng tất cả các công cụ kinh tế vĩ mô hiện có để giải quyết hậu quả của đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, duy trì tính bền vững tài khóa dài hạn và ứng phó với biến đổi khí hậu. APEC nhận rõ cần phải hành động khẩn cấp và cụ thể để chuyển đổi nền kinh tế và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Cũng tại hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua kế hoạch hành động để triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040. Với chủ đề cùng phối hợp, cùng hành động, cùng tăng trưởng cho năm 2021, các nền kinh tế thành viên APEC đã khẳng định cam kết đối phó với cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế hiện nay, thống nhất quyết tâm đưa khu vực phục hồi một cách bền vững và chắc chắn. Thông qua việc tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế lớn nhất trong khu vực, nước chủ nhà New Zealand một lần nữa cho thấy APEC không phải là tổ chức thương mại mà là vườn ươm cho các ý tưởng mới để định hướng cho các thỏa thuận chính thức về thương mại và kinh doanh khu vực trong tương lai. Nguyễn Minh, phóng viên thường trú Cộng hòa Việt Nam tại Châu Đại Dương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của Truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.